Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Mọi người hát chung nào. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Chị Hoa Yên, chị Chanh và bạn Thành Trung, một người đã từng là fan của chị Chanh từ năm lớp 10. Đến bây giờ bạn đang là chủ của T Production, đã làm rất nhiều chương trình gala nhạc Việt hay đấy ạ. Và tụi Linh xin chúc cho Chanh luôn được nhiều sức khỏe, luôn hạnh phúc trong cuộc sống và luôn thành đạt trong sự nghiệp. Và xin cảm ơn tất cả mọi người rất nhiều ạ. Linh biết là Chanh rất bất ngờ bởi vì Linh đến đây, Linh ngồi tuốt ở dưới mà Chanh không biết sự có mặt của Linh ở đây đâu ạ. Chanh chơi bất ngờ với Linh nên không phải Linh chơi bất ngờ lại. Chúc Chanh vui nha. Em cảm ơn ạ. Cảm ơn mọi người. Khi nãy đến trong cánh gà thì Linh có thấy chị Chanh chia sẻ là năm 2016 chị Chanh có xuống tóc á, là thời gian đó Linh cũng xuống tóc, sau đó 2-3 tháng là chị Chanh xuống tóc luôn. Hai chị em xuống tóc vì hai cái lý tưởng rất là cao đẹp và hai chị em gặp nhau ôm nhau với hai cái đầu trọc lóc rất là hoan hỷ. Và khi bây giờ thì chị Chanh để tóc dài lại rồi nhưng Linh vẫn chưa để dài được bởi vì thời gian làm tình nguyện viên đã làm nên rụng tóc quá nhiều. Và Linh muốn rằng dù cho bây giờ fan của chị Chanh đã lớn, mỗi người đã có những cái sự nghiệp của riêng mình và có thể không còn dành nhiều thời gian cho chị Chanh nữa, nhưng mà sự có mặt của tất cả các cô chú, Linh thấy có cả những cô rất là lớn tuổi đến đây, đó là một điều mà Linh nghĩ là chị Chanh đã vô cùng hạnh phúc trong sự nghiệp làm nghề của mình. Và những giọt nước mắt ngày hôm nay chị Chanh rơi xuống tại đây, đó chính là sự hạnh phúc mà tất cả mọi người đã mang đến cho chị Chanh. Cảm ơn em và mọi người rất là nhiều. Cảm ơn mọi người luôn ạ. Chúng ta không có khóc được nhiều như ngày xưa. Nó chỉ động lại trong lòng. Ngày xưa là khóc ầm ĩ luôn đó. Nên cảm ơn rất là nhiều. Cảm ơn tất cả mọi người. Cảm ơn Kim. Cảm ơn Sang. Cảm ơn Đường. Cảm ơn Trung Lâm. Tính Dục lắm. Súng. Hoàng Yên. Ngọc Linh, Lê Minh, Trình Phương, Lê Mạnh Phương, Thịnh Trương, Kỳ Tích Lên, Can Bò, Tùng Giang và Anh Tính. Đặc biệt, cảm ơn anh Tân Hữu Tài rất nhiều đã hỗ trợ cho Phương Thanh có một buổi học mà fan hôm nay và ánh sáng màn hình sơn nữa. Xin cảm ơn mọi người rất nhiều và đặc biệt là cảm ơn nhà báo thanh niên
hỗ trợ cho Phương Trang ngày hôm nay. Xin cảm ơn các bộ đồng chí. Cảm ơn các chị. Xin cảm ơn. Bây giờ mình thổi nến và Phương Trang sẽ hát bài Chuyện về người con gái. Được không ạ? Mọi người đứng đây nha, đứng đây Phương Trang nha. Để Phương Trang hát nha. Bây giờ Phương Trang có ước gì cũng sẽ không nói ra đâu. Nhưng mà mọi người sẽ đọc được Phương Trang ước cái gì. Đúng không ạ? Chuyện người con gái mới biết yêu đi lần đầu, nặng ngây thơ buồn vu vơ, nằm ngồi hát im sao buồn thương. Cái cha quên lời chú Vinh. Chú Vinh cho lời, đợi xíu nha, hồi hộp luôn quên mất. Chuyện người con gái mới biết yêu lần đầu, nắng mưa buồn vẫn vơ, nàng ngồi hát những sao buồn thương. Vì chàng nào chưa biết yêu ai đâu bao giờ, nàng vô tư ngây thơ trắng trong, đang cười tươi như hoa sớm mai. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Cảm ơn.
Xin cảm ơn. Chiếu trailer hình màu tím riệng tìm xiêm dùng.